Xin chào các bạn nhé. Ngày đêm trăn trở và cũng được sự góp ý của rất nhiều các bạn. Thế thì hôm nay ra quyết định là sẽ thu lại cái mẩu đơ đơ này. Mình sẽ co nó xuống. Thế thì cây này thì nó có hai lựa chọn. Một là mình cắt đi hoàn toàn, hai là mình co xuống. Nhưng giải pháp thứ hai thì mình chọn hơn, bởi vì là nếu mà cắt nó đi thì để nuôi cái mầm mới thì nó rất là lâu. Thế thì nuôi được cái mầm mới mà nó đạt như thế này thì đồng nghĩa việc cái thân nó rất là lớn rồi, thân rất to, vì mình sẽ không dùng cái phương pháp đấy. Cho nên là mới cắt co nó xuống. Thế còn nó thành công hay không ý, thì nó còn phụ thuộc hên xui các bạn ạ. Thế giờ thì mời anh em sẽ đi vòng quanh một chút để xem tổng thể cây này trước khi xử lý nhé. Mọi người thấy là cái cây này này là nó ra từ khi mình cho lên chậu là nó còn gần như nó không bị chột đâu. Mình thay chậu nó không có dấu hiệu là bị chột và cây nó vẫn rất là khỏe mạnh. Đấy, đợt này đang ra là non. Và mình thấy quan sát thấy cây rất khỏe, cho nên là mình vẫn tác động mà mình không chờ đến tháng 4, tháng 5 nữa. Chờ 2 tháng nữa lâu lắm. Đấy. Đi xung quanh tí bạn. Đây, cái cành này. Nhìn nó đơ không à? Đấy. À, nhìn chưa? Bây giờ mình buộc trước hai cái buộc vào để tránh nó tránh toác cành. Và đây là cái dụng cụ mình cần chuẩn bị, gồm cái này là gồm cái miếng vải, rồi đoạn dây, rồi cưa, hai cái chêm hình tam giác. Hai cái chêm này là mình cắt của một cây khác ra. Đấy. Rồi là thuộc vài thứ dây dợ lằng nhằng nữa các bạn. Đấy, thì đi xung quanh một tí đấy các bạn, nó tổng thể nhé. À, ra lá rất đẹp đúng không? Đây là mặt chính của cây này. Mặt chính của cây thì các bạn nhìn chẳng thấy cái đoạn kia đâu cả, mà nó lấp hết. Đấy, bây giờ phải co nó xuống, nó bay xuống. À, thực ra là nếu mà co xuống thì cây nó rất là lùn. Thế mình phải tinh chỉnh lại cái hệ thống rễ này. Khả năng vẫn phải cuối năm sẽ phải nâng cái hệ thống rễ lên, nó đẩy lên. Đấy, để cho nó lộ cái thân hệ thống dưới, cây nó lùn quá. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ để máy đây, mình sẽ tiến hành thao tác thực hiện kỹ thuật. Mọi người xem thấy ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh, sau đấy bấm chuông để ủng hộ nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ xử lý đây. Cành này nó che mất đúng không? Và sẽ lại gần một chút nữa. Đây. Để đây. Hơi tối đúng không? Ok. Sáng một chút rồi. Giờ mình sẽ dùng cưa. Đi sang góc này để mình quan sát một lần nữa. Cái cành bên này thì nó sẽ bay sang check sang bên tay trái, còn bên này là sẽ check bên tay phải, mặt sau bên tay phải. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cưa nó này. Tiến hành cưa.
con này thì cái đường vanh của nó phải là 22. Phải thương đau nếu mới đẹp được. Rồi. Nào, xem. Cái chỗ này cái đế cái miếng áp ngày xưa không biết có sao. Rồi ok, tầm này là chúng ta vít được rồi đấy. Vít ngon lành rồi. Bây giờ sẽ dùng cái đòn. Mình thử cái đòn ngắn trước nhé các bạn. Thử cái tuýp nước 34. Vít trước. Đấy, nó có tiếng kêu đấy. Dẹo phát rồi đấy. Cái chỗ này là cũng mạo hiểm này. Nó đính cái miếng dán. Tức là ngày xưa là có một cái cành đây. Cành này là cành áp, từ nó dính vào đây chứ. À, nó cũng mạo hiểm đấy. Pha này mạo hiểm. Cắt hơi bị sâu. Mới lắc đây các bạn, cứ lắc này thôi để cho nó nóng lên. Lắc êm nhé. Khọc phát thì thực ra có cái vam thì nó ổn hơn nhiều. Mình không có dùng vam. Mình phải tính hết rủi ro rồi các bạn ạ. Trong trường hợp mà nó bị đứt đôi thì mình gặp rủi ro. Thì rủi ro mình làm gì? Mình lại trồng lại thôi. Không sao cả. Cây đang trong quá trình làm chứ không phải là chưa hoàn thiện đâu, mình sợ. Bây giờ mình các bạn sẽ lấy cái miếng tam giác này mình chêm vào, chêm tạm vào. Đấy, để cho nó ok xem. Chưa có vừa. Chiều bao giờ nó phải lót cả cái miếng này thế nào. Có cái câu chuyện để kể. Đấy các bạn, để tạm một miếng tam giác này nhé, nó kẹp đấy, nó mới hở được 5 ly xíu thôi các bạn, chưa nhiều. Bây giờ mình sẽ phải lắc nó cựa. Đây. Ô sao bé không lắc. Lóc cho nó nắng này, nóng lên các bạn. Đây. Lóc ngang, lóc lắc dọc. Đây. Gật xuống, gật lên. Gật lên, gật xuống. Ngang dọc cho nó nóng lên. Nó giống như bẻ răng của người trẻ con ấy. Phải lay, phải nạy các kiểu. Có tiếng kêu đấy. Đấy. Rộng hơn nhiều rồi đấy.
mình phải tay mình để vào đây thì mình mới cảm giác được. Đấy, bạn thấy chưa nào? Cái miếng tam giác kia nó đã vào rất sâu rồi. À, vẫn thấy đoạn thẳng đúng không? Nó chưa cái đoạn lắc. Đấy. Chưa cái đoạn lắc đâu rồi. Vậy nạy tiếp mọi người nhé. Đấy, đã vừa khít cái miếng tam giác rồi. Lọt miếng tam giác rồi. Ok. Rồi. Vẫn phải xuống nữa các bạn. Nhìn nó đơ lắm. Vít nó xuống hóa này bây giờ nó còn đỡ hơn đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái miếng tam giác lớn hơn cho cái độ rộng rộng hơn. Miếng tam giác này nó dày hơn rồi. Này góc rộng hơn. Đuổi luôn.